Đúng rồi vậy. Không gì, tôi làm á là phải khắc anh nha. Tôi làm cái nào cũng phải có chứng cứ đàng hoàng. Còn quay lại cái vấn đề á thì bây giờ điểm dừng chút. Còn vấn đề mẹ chồng chim sâu nha, thì tôi chỉ là lên tôi cập nhật tình hình thôi nha. Tôi không có ăn chia ăn chát gì trong đây. Mà có gì khán giả? Ủa mày không ăn chia ăn chát mà sao thật sự mày theo mày theo mày đu vô chỗ Út Gà để mày quay bất chấp vậy thằng điên hả? Ủa mày không ăn chia hả? Mày không ăn chia mà mày mang cái mặt mày mang cái danh dự mày lên đó để mày chài mồi mạnh thường quân mà không ăn chia. Có đứa nào mà không ăn chia mà thật sự nó bất chấp như cái lũ mày không? Không ăn chia là mình quay phải công tâm. Có thì mình quay, còn không có thì thôi. Mình chia sẻ một hoàn cảnh thì mình chia sẻ phải trên thực tế. Còn cái ông nội lũ bay đó, bay với Út Gà bách tay nhau rồi lên khắp như là cha chết mà bảo không ăn chia. Ủa có thằng nào mà thật sự nó lương thiện như mày vậy không? Ở thằng tù mới ra. Mày là một thằng tù mới ra mà bây giờ mày lương thiện vậy, thật sự tao nói là coi như là chứng tỏ chứng tỏ là mày không bao giờ mày quay những thức phim mà xàm xí như vậy. Mày không có tiền, mày đi ăn cắp đồ của người ta, mày chôm đồ hàng xóm rồi bị đi cải tạo mà bây giờ mày lên mày nói như là mày là một thằng tử tế vậy, thằng tù. Ê? Nếu mà mày mà tử tế đàng hoàng thì làm gì mày có chuyện mày vô mày ngồi cái nhà sâu song sắt trong vòng 2 năm. Đúng không? Mà lý do nào mày ngồi vì mày kể như là một thằng gọi là chuyên môn lì đi ăn cắp vậy. Đó rồi bây giờ đó mày tử tế đàng hoàng chỗ nào mày bảo rằng mày quay kể như là gia đình của là Út Gà là mày không có cái sự mà dàn xếp, không có sự mà toan tính. Mày quay thực tế chỗ nào mày? Hả? Thực tế chỗ nào tiền người ta cho cái nhà cho chim sâu bây giờ cái con Út Gà nó vô nó lấy nó dành trọn 100% mà bây giờ mày bảo thực tế chỗ nào? Rồi tao bảo mày thực tế bây giờ mày chứng minh đi à, địa phương nào mà cho tiền bả, rồi cái quyết định mà cái cho tiền bả đâu à, rồi cái hồ sơ vay vốn bả đâu? Cái ông nội lũ bay tao không muốn chữ lũ bay rồi mà bay chặt tao ngứa cái miệng lên tao phải chữ lại, hiểu không? Những người mà nó khôn á là người ta nói cái gì cũng phải có những cái giấy tờ đưa ra. Còn lũ bay nó thật sự vô đấy là cái như là bay ngửi cái mùi của là Út Gà rồi bay ngớ người ra rồi, đấy không? Bay ngửi mùi Út Gà là thậm chí rằng cái đầu của lũ bay nó u mê, gọi là nó không còn một cái mà suy nghĩ được đấy. Rồi bây giờ bay lên không gian mạng đó, rồi bay dẫn dắt dư luận, bay cho rằng là bay quay là hoàn toàn chuẩn xác. Hoàn toàn chuẩn xác thì bay chứng minh đi. Chuẩn xác mà Út Gà có vay vốn này, chuẩn xác là cái là ở địa phương có cho tiền Út Gà để làm nhà nè. Trời ơi, chứng minh cái đó đơn giản mà nắm. Đúng không? Tao nói mày thật sự bây giờ mày về mày nói với thằng cha con gái mẹ mày chưa chắc gì nó nghe, chứ mày lên cộng đồng mạng mà nói vậy là cộng đồng mạng người ta nghe. Đó. Người ta chưa lấy răng mày là may đó. Mày cứ về mày thử nói chuyện với cha mẹ mày đi. Ở cha mẹ ơi, con bây giờ con lỡ con lên con nói hố lời. Bảo rằng Út Gà đang vay vốn rồi Út Gà được mạnh thường quân ở được địa phương cho tiền ở làm nhà, bây giờ con không có đưa bất kỳ một giấy tờ ra nữa, cộng đồng mạng chữ con như chó. Tao nói cha mẹ mày thật sự là lấy chói và lùa mày đi chứ. Trời đất thánh thần thiên địa, mày đi quay tử tế chỗ nào? Cha mẹ mày bây giờ cũng đang bốc tro mò trấu ở nhà anh đấy mà mày không giúp cha mẹ mày, mày đặt mày tử tế chỗ nào để quay Út Gà? Thấy đáng lý ra cái người mà cần quay để giúp đỡ là thằng cha con gái mẹ của mày. Bây giờ đó cái nó còn la ra đồng, nó còn bách cua mò ốc gì nó kiếm cái nó ăn mà sao mày không quay? Ê? Giúp là giúp những người như vậy đó, chứ giúp gì Út Gà bây giờ nó nằm nó banh càng ra nằm chờ đồ ăn của bá tánh mà giúp gì lạ vậy đó. Rồi khi người ta lên nói đó rồi nhục quá rồi không ăn được rồi cái như là đi sang kiếm chuyện rồi lên bảo rằng trời ơi chim sâu mà có ngày hôm nay là do anh đời thường. Ở đây không phải do anh đề thường đâu cưng, do cái lũ mà gọi cho xanh các cưng đó, rồi các cưng ngu quá, rồi các cưng gọi là cái như là lao đầu vô lửa, hiểu không? Rồi anh lên anh chửi, chứ còn nếu các cưng biết dừng lại sớm, bây giờ uy tín các cưng vẫn còn nè, uy tín của Út Gà vẫn còn, nhiều lúc nói đối Út Gà lên cộng đồng mạng, Út Gà ăn xin vẫn được, hiểu không? Do lũ bay thấy dễ quá, thấy tiền mạnh thường quân là ho một cái là người ta dục tiền gì, thấy nó dễ quá rồi lũ bay bắt chấp. Đó. Rồi cái như là mẫu lần mà Út Gà mà cần tiền là kêu lũ bay tới. Lũ bay giống như là một trong những con chó xanh của Út Gà thôi. Lũ bay tử tế chỗ nào? Được không?
Trời ơi, bay đu vô bay quay mà thằng Thảo gì 1990 nữa. Đó. Cái thứ lũ bay là bây giờ nó thật sự bay dạng là đói đến mức mà không còn cái gì để bỏ vô mồm rồi. Ở chim sâu bây giờ còn gì nữa đâu mà ngày nào bay cũng quay chim sâu. Ê. Bây giờ bay quay cha quay mẹ bay đó. Coi cha mẹ bay ngày đó nó đi lao động như thế nào. Rồi bay quay bay dục lên biết đâu mạnh thường quân người ta sẽ cho tiền cho cha cho mẹ bay đã có cái bỏ vô mồm. Bớt cái cuộc sống mà ra đầm, đi ra ruộng, ra rẫy, ra cả như là ao đìa để mà bách cua mà ốc. Cái người đáng giúp bay không giúp bay đi giúp cái người tàu lao. Về quay cha quay mẹ bay trước đi. Rồi bay lên không gian mạng tôi thật bản thân ta và thấy cha mẹ bay xuất hiện mạng ta cũng cho tiền rồi. Yeah, hiểu không? Đằng này lên mà thật sự mày kể như mày bảo rằng mày quay thực tế. Ủa, quay thực tế mà sao ngu nó cứng. Quay thực tế mình phải hiểu hoàn cảnh đó có đúng thực tế hay không chứ. Đã tới tận nơi quay người ta mà tới tận nơi đầu lũ bay chui cái cặp mắt bay vô đâu vậy hả? Thì ta nói bay là dạng trâu chó thì không khác, đúng không? Chỉ có con trâu con chó nó không nhìn nhận ra cái sự thật. Con trâu con chó là thật sự nó nhìn nhận ra, nó không có hiểu được vấn đề. Cho nên nó gọi là nó hiểu theo một cái gọi là cái sự hiểu biết của nó thôi, hiểu không? Thì lũ bay đưa lên cộng đồng mạng gặp tao là bay tới số rồi nữa. Oan đúng không? Trời ơi, đang kiếm ăn ngon lành quá tự nhiên đời thường đâu xuất hiện bây giờ gọi là treo mó trời. À. Cô Út á, là mẹ chồng chim sâu á, có được gì mà tôi ăn chiên chắc. Trên cái đó mà còn cái này là cái sự việc là nó bình thường, nó đang diễn ra như vậy bình thường. Có cái đầu gọi đầu thúi của mày là bình thường, không có cái chuyện nào bình thường trong câu chuyện hết. Đã đi quay một hoàn cảnh, bay đi quay hoàn cảnh mà bay quay gọi là năm này tháng nọ, tao hỏi mày hoàn cảnh ở chỗ nào vậy, bình thường chỗ nào vậy? Cái chuyện bình thường của bay đó mà để nguyên cả cộng đồng người ta chữ cha mắng mẹ bay, người ta đào cỡ như là cứu quyền bơ ra, người ta gọi là người ta biêu đó, là cái câu chuyện nó không còn là bình thường mà đây là một câu chuyện khác thường. Bay ăn trên đồng tiền xương máu của bà con bá tánh ở phương xa mà bay nghĩ đây là câu chuyện bình thường. Bình thường đâu ra à? Người ta nói vậy đó để lũ bay đó, để lũ bay quay đầu là bờ để mà tích phước tích đức cho con cho cháu sau này. Chứ bây anh mà đồng tiền mồ hôi nước mắt của mạnh thường quân mà bây đi anh lừa người ta, đây là một trong những cái gọi là bây anh thất nhân thất đức. Út gà là nó là một trong những cái con gà mà thật sự cũng là anh dơ anh dày nó mới tồn tại tới ngày hôm nay mà trên không gian mạng. Chứ còn nếu như một con gà biết liêm sĩ không bao giờ tồn tại không gian mạng tới ngày hôm nay. Người ta chửi là lo tục đầu liền. Người mà có liêm sĩ có danh dự là người ta nói một câu là lo tục đầu liền, không bao giờ mà lên kiếm anh bất chấp như vậy. Siêng ăn nhát làm trở thành một cái bản chất, nó quen cái thói à, cho nên kết hợp với lũ mày là tao nói đúng y bài luôn. Không có chỗ bình thường nào hết trơn trọi. Một người khỏe mạnh như Út Gà, một người khỏe mạnh như Long Tứ, một người khỏe mạnh như là cái ông chồng Út Gà, mà bây giờ đi phụ thuộc vào mấy thằng YouTube dơ lũ bay để kiếm ăn đồng tiền của mạnh thường quân mà bay cho đó là bình thường. Chỉ có cái đầu lũ bay nó khác thường, bay mới cho tất cả mọi sự việc bình thường. Muốn anh phải lên vô biết chứ. Bây giờ một con người mà nó mập khỏe như vậy, ta làm cái gì ta cũng phải ngó trước ngó sau xem thử là xã hội còn ai mà người ta kể như là bất hạnh hơn mình hay không. Trời đất thánh thần, bây giờ mày lên mày nói một câu, nếu như mà đặt vào hoàn cảnh của Út Gà mà có một nàng dâu như vậy thì anh đời thường nghĩ sao? Nghĩ cái ông nội mày chứ cần gì ta phải nghĩ. Cái kiểu như tao là không thể nghĩ vấn đề được, vì nó sẽ có những cái mà tao xử lý ngay từ đầu rồi. Đã không chấp nhận chim sâu là con dâu thì đừng có nhận cái của nó, đừng có ăn gì của nó, thì cộng đồng mạng nào chữ, đúng không? Mình dạy con mình nó tử tế đàng hoàng, đừng để cho con mình gọi nó đi lấy bậy lấy bạ lấy bất chấp thì ai đâu mà chữ. Cũng do cái vấn đề đó là mình là một cái con già mà thiếu đạo đức. À, rồi kết hợp một thằng con gọi là bất trị, kết hợp những thằng YouTube gọi là vô tri, bắt đầu nó mới xảy ra một cái hiện tượng xã hội. Rồi hiện tượng xã hội đó mới là đời thường mới lên gọi là vá vô mặt lũ bay đó, hiểu chưa? Đó. Bay mày biết quay tử tế, bay quay một hoàn cảnh, bay quay lướt qua một hai clip thì thật sự không ai nói lũ bay hết trơn. Đằng này lũ bay bay quay cái chỗ nào bay tới là bay nằm dầm nằm giờ bay quay mà thật sự
Xin lỗi quý vị một câu, chỉ trừ cái trường hợp mà người ta đi vô toilet hay là sinh hoạt vợ chồng mới không quay thôi. Nhưng mà nếu như người ta cho quay, tao nghĩ chắc bây cũng dám bây quay lắm à. Nếu mà cho quay để mà đăng lên bây cũng dám quay lắm à. Ai chứ thằng nấm này thật sự quý vị, nó nằm dưới gầm giường nó quay lên chứ dễ chi mà nó buông quý vị. Một thằng YouTube mà thật sự tao ghét mày cái kiểu là mày vô mày nịnh hiểu không? Chào cô chú, chào anh chị. Rồi cái như là Út Gà nói gì là mày tăng tăng lên cái nói. Cái thứ mày đó, cái câu của mày đó, tao nói tao nhìn người nó chuẩn lắm. Cái loại mày là một cái dạng dạng định thần, hiểu không? Cho nên tao lên tao móc mày ra trước. Rồi nay thằng Thảo xuất hiện rồi đúng không? Thằng Thảo từ từ à, cứ từ từ cái gì cũng như. Anh đã dành riêng thời gian cho các chú mà các chú có lo gì, thằng nào cũng muốn là nôn vô để chết cho chi mà vô mà đông dữ vậy. Từ từ à. Bay lên không gian mạng bay kiếm ăn thì bay cũng phải tôn trọng mạnh thường quân, bay cũng phải tôn trọng khán giả. Đằng này bay kiếm ăn mà bay quay một hoàn cảnh, mà bay quay ngày, bay quay đêm, rồi bay lên bay diễn trò, bay cũng xiết so cho hoàn cảnh. Mà cái hoàn cảnh của Út Gà là hoàn cảnh dễ rách, hoàn cảnh không đáng được giúp đỡ. Còn thân, còn tay, còn chân, còn sức khỏe, còn mặt mạnh, mắt ông, mắt chai, lũ bay bay tới bay quay thì bay quay giải trí, bay đừng có nhận tiền mạnh thường quân. Đấy không? Bay quay giải trí mà bay còn nhận tiền mạnh thường quân là cái sự giải trí của bay là không còn giải trí nữa. Mà cái sự giải trí của bay là cái ô nhục à, chứ không phải là cái sự giải trí. Bay ăn nhục, ăn dơ như vậy mà giải trí chỗ nào? Đúng không? À, thì tôi lên tôi cập nhật cái tin vậy nhé. Nếu tôi có sai chắc bây giờ tôi không ngồi ở đây đâu ha. Anh phải nhớ kỹ cái điều đó nha. Rồi quay. Cái vấn đề ở đó tao nói mày nghe nè. Cái câu chuyện mà sai đúng ở đây đó, đó là cứ từ từ đó. Nhưng cái thái độ lũ bay mà anh dày, anh mà anh bất chấp như vậy là đáng được chữ trước cái đã. Còn cái chuyện mà sai là đứa nào cũng đã từng đi ở tù báo ra rồi, thôi đừng có nói chuyện sai. Tao nói mày nè, tao cũng giấy ngày giấy đêm đó, là mạnh thường quân nào mà từng gửi tiền cho mày mà mày đi làm mà không đúng mục đích của số tiền của mạnh thường quân đó, là tao sẽ cho mày đúng quay lại đúng cái vị trí mà cách đây mấy năm trời mày phải từ đó mà ra, hiểu không? Tao là như vậy đó, tao trao nhiều cái là nó cũng ngộ ngộ vậy đó. Tao là thích làm những việc khó như vậy. Chỉ cần có mạnh thường quân nào mà thật sự người ta từng gửi tiền cho mày đó mà mày lừa đảo, mày không đi giải quyết cái vấn đề cỡ như là theo cái tâm nguyện của mạnh thường quân, thì tao sẽ là người đưa mày vô vị trí mày cần được. Thứ mày là như vậy, thả mày ra xã hội thì mày không đi phá chỗ này, mày đi phá chỗ khác thôi. Mày là một cái thằng tù, thực sự ra hiện tại thời điểm bây giờ mày còn đang để mà thời gian thử thách để phục hồi cái nhân cách của mày. Mà bây giờ mày lên mày lừa mạnh thường quân để mày đi kiếm ăn rồi, đúng không? Mày bắt tay chỗ Út Gà đi kiếm ăn rồi đó. Thì cái thứ mày nó thật sự cũng phải cho mày quay lại một lần cho mày hiểu chứ đó. Bây giờ mà lên mà dựng trò dựng cảnh Út Gà vay mượn, Út Gà vay 40 triệu, Út Gà được nhà nước cho tiền để mà làm nhà cửa, hỏi chứng từ đâu, không thấy một giấy tờ nào hết. Bay đưa chứng từ lên đó, bay đưa cái hợp đồng vay vốn của Út Gà lên, bay đưa cái quyết định mà của ủy ban đó là cho tiền Út Gà làm căn nhà đó lên. Rồi tao mới không nói chứ. Chứ mày lên mà thật sự cái ấp của mày đó, cái ấp của mày như cái rây tay của người ta đó, mà mày lên mày nghĩ mày khôn lắm hả? Hả? À? Mày nghĩ mày lên rồi mày lừa mạnh thường quân, mày lừa cộng đồng rồi mày nói gì người ta cũng nghe. Mày chơi kiểu chơi mất vậy là bay lên mày lùa gà. À? Mạnh thường quân đâu phải là người ta cái như là dư giả gì, người ta đâu phải giàu có gì. Có người thật sự quý vị họ đi lột hạt điều để mà họ gom tiền gì để họ cho thằng Long Tứ, thì mày thấy cái sự mà lương thiện của người ta như thế nào. Mà lũ bay đang lợi dụng vào sự lương thiện của người ta để bay trục lợi bay kiếm ăn thì đáng lũ bay đáng chửi hay không? Lũ bay là đáng chửi, mà nếu bay lũ bay có cái dấu hiệu hình sự đó là thật sự tao là người đưa bay đi đó. Cứ an tâm đi. Đừng có lên mà dớ cái giọng ra bảo rằng trời ơi tôi không làm gì sai. Mày làm gì sai không sai là chưa đâu, cứ từ từ. À, mày thấy cái vụ mà Tịnh Thất Bồng Quang không? Vụ Tịnh Thất Bồng Quang cũng lên lừa đảo giống như lũ bay đó. Thì từ từ cái gì đó, chỉ cần là mạnh thường quân đó mà họ mất niềm tin với chúng bay, họ có một đơn thư họ tố giác là lũ bay gọi là đi vô khám mà lũ bay ngồi. Chứ họ từ trước giờ quý vị có ai nghĩ rằng cái vấn đề mà Thiền Am là lừa đảo là bị mà tố giác hay không? Lúc người ta
bị lợi dụng cái niềm tin lúc người ta mà bị một số thành phần nó gọi là nó lấy cái sự thương xót của người khác để trục lợi á. Thật sự quý vị, tâm lý khi mà ai phát hiện ra điều đó cũng bức xúc cả. Người ta bức xúc lên là đơn thư người ta giận thôi, cứ an tâm đi, sống là hình bây giờ có luật pháp hết trơn rồi, nghe chưa nắm. Mày an tâm đi, tao nghĩ rằng thời gian đó, thật sự mày chưa hết thời gian thử thách đó, là mày vô bốn bức tường mày ngồi lại rồi, anh cân ký mặc áo số rồi cưng, hiểu không? Thằng tù, thằng nắm bao. Trời ơi, mày đẹp đẽ tốt lành gì, thật sự một cái thằng là chưa phục hồi hết nhân cách, mày đặt đi lên quay thiện nguyện. Quay thiện nguyện bị người ta chữ rồi, bây giờ cái nhân bảo rằng tôi đi quay phim hài, đi quay giải trí, giải ông nội mà giải giải trí. Mày giờ mày đưa những thứ phim đó mà út gà mà chữ chim sâu, út gà bắt chim sâu mà quỳ mà lệ như vậy, mày đưa cho cái thằng cha con gái mẹ mà nó xem, nó hỏi rằng đây có phải phim giải trí hay không, hay là mày đang ngược đãi một con bệnh tâm thần như chim sâu trên không gian mạng hả? Mày đang gọi là bị hạ nhục chim sâu trên không gian mạng. Giải trí cái gì vậy? Cái loại lũ bay không có tri thức. Bây đang hạ nhục con người ta một cách trắng trợn trên không gian mạng như vậy mà bảo rằng giải trí. Mày giờ mày đưa thằng cha con gái mẹ mà nó xem đấy là giải trí đó. Cha mẹ hôm nay phải ở nhà xem cái phim giải trí này cho tôi, rồi mày thử cha mẹ mày phản ứng mày thế nào, đúng không? Vì sao tao gọi thằng cha con gái mẹ mày? Vì cái tuổi cha mẹ mày cao lắm, là lớn hơn tao đôi ba tuổi, mà tao nghĩ rằng chắc sẽ không lớn hơn tao nổi, đúng không? Cho nên tao phải gọi thằng cha con gái mẹ mày. Chứ còn nó thật sự cha mẹ mà sao lớn tuổi tao được, mà mày lên mà nói đúng rồi vậy, mày là đúng là một cái thằng hậu bối mất dạy.